giá trị thời đại Hùng Vương trong lịch sử Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, thời đại Hùng Vương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là giai đoạn mở đầu cho lịch sử dựng nước của dân tộc Việt Nam. Thời đại này đã được các sử gia ghi chép lại từ khá sớm trong các bộ chính sử. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, từ xa xưa, những câu hỏi về nguồn gốc dân tộc và sự ra đời của nhà nước đầu tiên trên đất nước ta luôn được các thế hệ người Việt Nam đặt ra và tìm câu trả lời. Chính vì vậy, các câu chuyện về thời Hồng Bàng, Lạc Long Quân và Âu Cơ, con rồng cháu tiên và cách gọi nhau là đồng bào được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Và kết quả là mối quan tâm đã hẳn sâu trong tâm thức của người Việt Nam. Trong các câu chuyện được lưu truyền, triều đại đầu tiên trên đất nước Việt Nam, triều Hồng Bàng, gắn với vị hoàng đế trong truyền thuyết là Thần Nông. Cũng theo truyền thuyết, người con trai cả của Âu Cơ và Lạc Long Quân, cai trị nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trên đất nước, có danh hiệu là Hùng Vương, được truyền từ đời này qua đời khác theo chế độ cha truyền con nối.